Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Dân thì phạt nặng, doanh nghiệp trái phép không ai hay. Chuyện hàng trăm, thậm chí hàng ngàn căn nhà xây trái phép, xây sai thiết kế thỉnh thoảng vẫn bị cơ quan chức năng phát hiện dù quy trình từ lúc xin giấy phép cho đến khi hoàn thành công việc được cho là rất nghiêm ngặt. Gần đây nhất là dự án khu dân cư Tân Thịnh do công ty SDG làm chủ đầu tư xây tới 488 căn nhà tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đây là hình ảnh đại công trường gần 500 căn nhà xây không phép mà chính quyền xem như không biết. Dù chưa có giấy phép xây dựng, nhưng doanh nghiệp này đã san nền, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, kỹ thuật và xây dựng xong phần thô cho 198 biệt thự và 290 căn nhà liền kề. Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh khẳng định Sở chưa nhận được hồ sơ về đất đai của dự án 488 căn biệt thự, nhà liền kề này và sửa chưa có giấy phép chấp nhận quyền sử dụng đất ở đây. Trả lời truyền thông trong nước, bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom khẳng định như sau. Chính quyền cơ sở đã báo cáo chủ đầu tư dự án khu dân cư Tân Thịnh là công ty cổ phần đầu tư EDG vi phạm từ đầu, nhưng vì sao văn bản không đến nơi, không có đề xuất xử lý cụ thể để sự việc xảy ra lớn như vậy. Đây là lý do chúng tôi đang yêu cầu rà soát toàn bộ sự việc, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân là chủ một doanh nghiệp tư nhân có kinh doanh về bất động sản, ông Đức Minh cho biết. Việc xây dựng không thể đơn giản đến mức mấy trăm căn nhà trái phép được khởi công rầm rộ như vậy mà chính quyền địa phương không đến kiểm tra. Ông nói đến chuyện gần 500 căn biệt thự và nhà dân dụng ở xã đồi xây dựng không phép bây giờ mới lòi ra thì rõ ràng có sự mờ ám ở đây. Chủ đầu tư sai thì rành rành rồi, nhưng ai là người tiếp tay đây? Chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước tiên. Người dân có thể khẳng định mà không cần có căn cứ rằng mờ ám ở đây là chung chi tiền để xây và để bán. Và đừng có nói là không biết, không nghe, không thấy. Đây là điệp khúc ngụy biện, điệp khúc mị dân của chính quyền địa phương trong việc quản lý xây dựng. Người dân thường cứ thử kéo gạch, kéo cát về để trước sân nhà là hôm sau sẽ có người xuống hỏi thăm. Trong khi mấy trăm căn nhà xây không phép mà bảo là không biết thì rõ ràng là có bảo kê và chung chi. Đây là hình ảnh bà Phan Thị Lan ở thôn Đông An, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bị cưỡng chế đập tan tành chuồng lợn, tạm giữ 10 con lợn. Trong khi bà nói bà chỉ cải tạo nhà kho thành chuồng heo và cùng xóm rất nhiều người xây chuồng heo không bị sao cả. Ngoài ông Minh Đức thì nhiều người dân quan tâm cũng bày tỏ sự bất bình khi người dân chỉ xây cái chuồng heo và sửa cái nhà vệ sinh là bị làm khó rồi. Khi dân phản đối thì bị kết tội chống người thi hành công vụ, thậm chí bị truy tố ra tòa như trường hợp của ông Nguyễn Quang Khải ở Củ Chi hay ông Nguyễn Xuân Chiến ở Bình Chánh. Được biết vào năm 2017, ông Nguyễn Quang Khải sửa cái nhà vệ sinh sau nhà. Khi tổ kiểm tra xuất hiện hạch sách lần thứ hai thì ông Khải nóng nảy xảy ra xô xát. Ông Khải bị tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Vào năm 2015, ông Nguyễn Xuân Chiến xây cái chuồng lợn có diện tích khoảng 30m2. Đang xây dựng, ông Chiến bị lực lượng chức năng xã phát hiện và lập biên bản yêu cầu ngừng thi công. Ông Chiến sau đó còn bị xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng. Ông Minh Đức giải thích thêm rằng, trước khi xây một căn nhà thì chủ đầu tư cần phải xin giấy phép xây dựng rất nhiều khê theo quy định. Khi có giấy phép xây dựng rồi thì phải trình báo các cơ quan quản lý ở địa phương là cấp phường, cấp xã trước khi xây. Trong quá trình thi công, ít nhất 3 lần cơ quan thanh tra xây dựng, cơ quan quản lý đô thị vào kiểm tra, đối chiếu thực tiễn công trình xây dựng với giấy phép xây dựng coi có đúng hay không. Vì thế không thể có chuyện con voi chui lọt lỗ kim được. Thực tế thì đã có nhiều con voi chui lọt lỗ kim trong các công trình xây dựng trên khắp cả nước Việt Nam. Một trong những công trình tai tiếng được truyền thông nhà nước đưa tin là khách sạn 5 sao Mường Thanh Phú Quốc do tập đoàn Mường Thanh của đại gia Lê Thanh Thản làm chủ đầu tư. Theo thanh tra chính phủ, dự án này đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Đây là hình ảnh khách sạn Mường Thanh Phú Quốc đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng hiện vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hay vụ tòa nhà 8B ở Lê Trực, Hà Nội xây cao vượt quá 16m so với giấy phép xây dựng. Diện tích sàn cũng xây vượt quá 6.000m2 so với giấy phép. Ông Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, gọi những câu chuyện như vậy là tham nhũng trong phát triển bất động sản.
Những dự án như vậy là khá phổ biến ở Hà Nội, còn ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng có không ít trường hợp. Ông giải thích về chuyện 488 căn nhà xây không phép bị phát hiện ở Đồng Nai như sau. Vừa rồi, thanh tra chính phủ thanh tra toàn diện khu vực Đông Nam Bộ, trong đó có Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu thì phát hiện ra rất nhiều thứ theo kiểu mới có dự án, chưa được phép mà đã xây dựng và đảm bán. Ông nói, tôi gọi đây là bất động sản ma, tức là chưa có cái gì cả mà họ đã hình thành để bán, mà chỉ bán trên giấy chứ ngoài thực tế chưa có gì. Tôi cho rằng chính quyền các cơ sở nói không biết là hoàn toàn vô lý, chính quyền cấp phường xã là chính quyền cơ sở. Tại mỗi khu phố của chính quyền đó còn có cảnh sát khu vực, anh này nắm rõ từng người trong khu phố của mình. Không có lý lịch nói rằng, không có lý thì nói rằng không có dự án hoặc dự án mới ở dạng đề xuất mà đã xây bán mà chính quyền cơ sở không biết. Ở đây chắc chắn phải có hiện tượng gọi là nhóm lợi ích giữa chính quyền một cấp nào đó với nhà đầu tư đã có hành vi gian lận. Chắc chắn có câu chuyện gì đấy, ví dụ như bôi trơn hoặc có phong bì để che chắn việc vi phạm pháp luật của một dự án nào đó, của một nhà đầu tư nào đó. Cũng theo ông Đặng Hùng Võ, các hàng hóa bất động sản ma thường xuất hiện trong hai hình thức như bất động sản lúc mua có trên giấy tờ nhưng không có thật để trả cho người mua. Nhà đầu tư tự đưa ra dự án không có thật để bán trong các phân khúc bất động sản đang sốt giá. Đây là hình ảnh lực lượng cưỡng chế đang dùng máy xới tung đoạn đường trong hẻm vừa trải nhựa do dân tự bỏ tiền làm đường ở phường Hiệp Bình, Chánh Thủ Đức. Vào ngày 22 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 540 triệu đồng đối với công ty cổ phần đầu tư EDG về hành vi xây dựng gần 500 căn nhà trái phép tại khu dự án khu dân cư Tân Thịnh. Ngoài ra, doanh nghiệp này phải thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định đối với trường hợp sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất và cho thuê đất, đồng thời phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm gần 5,8 tỷ đồng. Thời hạn khắc phục trong vòng 60 ngày. Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng, do khoảng trống trong pháp luật hình sự, các cách xử lý hiện nay thường là phạt cho tồn tại, vì nếu đập bỏ phần vi phạm lại lo lãng phí nguồn lực xã hội, tức là gián tiếp thừa nhận giá trị thu lợi bất chính rất lớn của chủ đầu tư dự án. Thêm vào đó, việc bán hàng hóa bất động sản ma chưa được xử lý theo khung hình sự đối với hình phạt vi phạm lừa đảo người tiêu dùng, bị công an còng tay vì tự bỏ tiền túi làm đường. Đấy là những người Việt Nam đã làm và cuối cùng họ đã chịu rất nhiều hậu quả vô lý này. Tự bỏ tiền túi ra để làm đường để giúp dân, một ông ở huyện Củ Chi đã bị công an truy đuổi, khống chế và đưa về trụ sở xã tạm giữ nhiều giờ. Nói với báo Tiền Phong vào ngày 3 tháng 7, ông Bùi Hoàng Anh, 39 tuổi ở huyện Củ Chi, thành phố Sài Gòn cho biết, chủ tịch và công an xã Tân Thạnh Đông đã mời ông lên làm việc sau gần 2 tháng tạm giữ chiếc xe lưu mà ông đã thuê để làm con đường nhựa cho người dân trong xóm đi lại bớt cực. Ông Anh cho biết, ông đã cam kết rằng sau khi được trả lại chiếc xe, ông sẽ phá bỏ con đường nhựa đã làm để trả nó về hiện trạng ban đầu là con đường đất. Tại buổi làm việc, ông Anh thừa nhận làm đường khi chưa có giấy phép. Đây là hình ảnh con đường nhựa do ông Bùi Quang Anh bỏ tiền đầu tư sẽ phải phá dỡ để trở thành con đường đất. Trước đó, ông Anh có đơn tố cáo công an xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi đã còng tay và bắt giữ ông trái pháp luật. Theo trình bày của ông Hoàng Anh, trong một lần đi qua ấp 6, xã Tân Thạnh Đông, thấy con đường đất dài 100m, rộng 3m dẫn vào nhà, một số hộ dân đã xuống cấp trầm trọng. Nên ông đã đầu tư bỏ 200 triệu đồng làm đường giúp cho người dân ở đây. Trước khi bắt đầu làm con đường này, những người dân sinh sống ở đây đã thông báo với chính quyền địa phương. Đến ngày 4 tháng 5, năm 2018 thì ông Anh tiến hành làm đường. Thế nhưng, trong khi đang tráng nhựa đường thì một số cán bộ xã Tân Thạnh Đông đến yêu cầu ngưng lại, đồng thời tịch thu cả máy móc. Ông Hoàng Anh liền đến để xin trình bày sự việc thì bị cán bộ xã Tân Thạnh Đông truy đuổi, khống chế, còng tay rồi đưa về trụ sở tạm giữ nhiều giờ. Toàn bộ máy móc làm đường hôm đó đều bị chính quyền của xã Tân Thạnh Đông tịch thu mà không nêu rõ lý do, không lập biên bản, ông Anh khẳng định. Và lại tiếp tục đến những vụ án khác như tại Bắc Ninh, doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng nhà máy tới 20.000m² mà không hề cần giấy phép. Công ty In Yalong Việt Nam của Trung Quốc đã xây dựng gần như hoàn tất các nhà xưởng, nhà văn phòng và hệ thống tường rào. Đây là hình ảnh nhà máy của công ty
Yalong của Trung Quốc đã xây dựng tại Bắc Ninh và chính quyền không hề nhìn thấy. Hệ thống nhà xưởng, nhà văn phòng hầu hết đã được sơn bên ngoài, lắp kính hoàn thiện. Cổng ra vào nhà máy được đóng bằng hệ thống cửa tự động, có bảo vệ canh giữ không cho người lạ ra vào. Ngoài cổng và bức tường tòa nhà gần cổng đã gắn biển tên công ty bằng tiếng Việt và bằng tiếng Trung Quốc. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Giao thông, tới thời điểm hiện tại, công ty Yalong Việt Nam đã xây dựng xong 4 nhà xưởng sản xuất, một tòa nhà văn phòng 4 tầng, một nhà kho, hiện dự án đang thi công hoàn thiện 4 nhà xưởng sản xuất và một nhà văn phòng 4 tầng tiếp. Dự án có quy mô hơn 20.000 m², gồm nhiều hạng mục xây nhà xưởng, công trình kiến cố, tổng mức đầu tư là hơn 115,5 tỷ đồng. Tất cả các công trình của nhà máy này đều là không có phép. Hàng chục nghìn mét vuông nhà xưởng xây không phép như vậy, nhưng chỉ khi báo chí vào cuộc và họ xây gần xong rồi thì chính quyền mới phát hiện và xử phạt thì quả là đáng trách. Chắc phải có cái gì đó thì hàng chục nghìn mét vuông xây không phép đó mới có thể che mắt chính quyền địa phương, chứ khó mà có thể nói là không biết việc xây dựng này được. Lý giải về những thiếu sót dẫn đến sai phạm khá nghiêm trọng này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quế Võ cho rằng có yếu tố khách quan. Để xảy ra sự việc này, một phần là do đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Châu Phong là công ty Hashtag đã không có báo cáo chính quyền khi công ty Yalong Việt Nam khởi công. Ngoài ra, thời điểm công ty Yalong Việt Nam tiến hành xây dựng chui là khi đang có đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Chúng tôi khi đó làm việc ở nhà nên việc kiểm tra của chính quyền không được thường xuyên. Ông Thọ đã nói và giải thích thêm như vậy. Về phía công ty Yalong Việt Nam xây dựng bằng phương pháp lắp ráp thép định hình vào ba tôn nên xây dựng rất nhanh. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế lại cho thấy những nhà xưởng và văn phòng này không chỉ xây dựng bằng thép và tôn. Doanh nghiệp Trung Quốc còn xây dựng bằng bê tông và gạch nữa. Vì vậy, với diện tích xây dựng nhà máy lên đến 20.000 m² thì quá trình xây dựng phải rất lâu dài và lượng công nhân thi công rất lớn. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Thọ cho rằng dự án công ty Yalong Việt Nam được xây dựng trong khu hẻo lánh nên khó phát hiện. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của phóng viên, cụm công nghiệp Châu Long nằm sát quốc lộ 18, vốn có mật độ giao thông rất đông. Từ quốc lộ 18 nhìn rõ mồn một những công trình xây dựng không phép của công ty Yalong Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020 với bản tin Dân thì phạt nặng, doanh nghiệp trái phép không ai hay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin nhanh nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.